Con này có giáp cái sao đó kìa, ui da mất máu nha các bạn. Thôi con này muốn sáu nhát bảy nhát luôn.
con boss rồi. Giờ sao? Quay lại hả? Vậy thôi hả? Oh no! Thêm là phải đi diệt con boss rồi đó. Sao mình qua cái bắt mình quay lại không vậy? À nhớ lên trên, hiểu rồi, ở trên có một chỗ nè, mà sao lên được? Leo lên, không cho mình leo lên ta, đáng ghét thiệt. Đi lên lại mắc qua đây nữa, khó hiểu quá. Vậy mình leo mình nhảy thử xem. À dưới có bậc thềm kìa, thấy rồi. Rồi xong đi lại luôn, bỏ đi không cần đánh nữa. Hôm nay này có con riết nhỏ thôi, bỏ luôn, qua luôn, đi lẹ lên. Khi mình mình vội vàng quá, càng gọi là càng sẽ thua. Ôi sao mày báo không được, chơi lại thôi, khó quá. Mình ghét hay làm cái game này khó quá đi. Cố lên, cố lên. Cô liền nhảy lên trên luôn. Đi lẹ thôi, không thèm đánh nữa. Các bạn thấy game này hay, nhớ like, share và đăng ký kênh Cu Lì TV. Đi sập kìa, thấy chưa? Nhảy liên tục luôn, không một con boss bỏ luôn. Thôi sao xuống không được, kỳ vậy. Quỳ nhảy, quỳ nhảy lên rồi mà. Này khó nè, cẩn thận dễ bị trượt lắm. Sao không cần nhảy lên trên ha, thấy chưa, không cho mình lên trên, cứ bắt mình đi qua đây hoài. Thử lần nữa nha, không được nữa là con lì xóa em luôn. Game khó quá đi. Đây mình tiêu diệt con này đi, con Nexro nè, phù thủy. Hết đường rồi, thấy chưa. Làm sao mình quay cũng được, mình xem cái đường bên kia coi. Đâu có đường đi đâu. Quay đường rồi, quay lại.
Mà sao mà qua được? Không cho mình vô luôn. Cứ bắt mình đi qua đây hoài. Chém 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 chém. Còn không được. Nghĩ ra là nó không cho mình vô. Mình đã bám được rồi, vẫn không cho mình vô. Đó, được rồi nè. Ha. Cuối cùng cũng qua được. Oh no. Phải leo lên trên. Bám được không? Chích được. Cố lên. Chìa khóa nè, đó, quyền mở chìa khóa được. Ha. Được rồi nè, qua vòng rồi. Một con Nakati nữa. Đâu, 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 đâu. Thôi, xích thì nó bị té rồi. Đủ dây. Về đích đi nào. Boss đâu, ra đây. Trả công chúa cho tôi. Vậy cục đá này sẽ rớt nè. Người đáng là vậy. Thấy chưa? Biết ngay mà. Quá. Có cái bẫy. Quá luôn, quá luôn. Thì vậy con lắc gì nữa. Bẫy nó xuống dưới nước luôn. Cẩn thận. Oh no. Shit. Rồi. Thua cục. Bị trúng đá luôn. Xó thiệt. Nè có cái này có cục nè. Nãy chưa. Hôm nay Cassie nãy mình tiêu diệt nó ở đây. Mà suy nghĩ lẹ quá. Bay. Ninja Samurai. Nhìn cũng khó ghê luôn. Chúng cái bẫy là thua á. Cái bẫy một cái là hết cây máu luôn. Lên. Từ từ. Wow, lại lên, lại lên, lên. Đây gì con Lexi. Bẫy nó xuống. Nhảy qua. Cẩn thận. Qua lẹ. Ủa, sao kỳ vậy? Mình đã qua rồi mà. Bỏ luôn. Đi lẹ. Mình sẽ đi lẹ nha các bạn. Mình sẽ không chờ nữa.